Long An là địa phương có tốc độ phát triển nhanh, năng động nên thu hút lượng lớn người từ các tỉnh, thành phố khác đến sinh sống, làm việc. Bên cạnh những thuận lợi, nhiều mặt tiêu cực đang gây ra vấn đề nhức nhối đối với chính quyền và xã hội. Các hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê kiểu khủng bố tinh thần liên tiếp xảy ra đã trở thành một trong những vấn đề đáng quan ngại ở địa phương. Gần đây, tại buổi đối thoại giữa công nhân lao động và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, anh Nguyễn Văn Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Trinh Luân Việt Nam, đặt câu hỏi tình trạng tín dụng đen đòi nợ thuê kiểu giang hồ trở nên phổ biến. Nhiều trường hợp nhận được các cuộc gọi đe dọa để đòi nợ, thậm chí là bôi nhọ đưa lên mạng xã hội vì những món nợ không liên quan. Điều này gây ảnh hưởng lớn về tâm lý, tinh thần của nhiều người và hoạt động của doanh nghiệp. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, có nhiều người bị mất việc làm, thu nhập bấp bênh, không ổn định, ốm đau, bệnh tật, không làm chủ được chi tiêu. Trong khi việc tiếp cận tín dụng từ hệ thống ngân hàng còn nhiều rào cản đã khiến nhiều người tìm đến những khoản vay nóng, trong đó có tín dụng đen, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí có người tự tử để giải thoát. Anh NHL, tên viết tắt, ngụ huyện Thủ Thừa cho biết, chú ruột khoảng 60 tuổi, hàng ngày phải đi làm kiếm tiền trả lãi 5 triệu đồng một tháng do con trai gây ra khi vay khoản nợ từ bên ngoài trước đó. Bây giờ thằng em trốn đi nơi nào không biết nữa, ông chú đã trả nợ hết mấy lần, mỗi lần trên 500 triệu đồng vì mê trò đá gà đỏ đen trên mạng. Rồi túng thiếu mượn nợ, rồi nợ này ra nợ kia. Ông chú buộc lòng phải cầm cố căn nhà để trả nợ. Già rồi mà hai vợ chồng phải ráng mần để trả nợ từng tháng. Anh NHL nói, đây là một trong vô số người bị vướng vào nạn tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Còn đó, rất nhiều người phải và đang chấp nhận việc chịu nợ, cạm bẫy tín dụng đen giăng khắp nơi và chỉ chờ những con nợ sập bẫy. Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh đã đẩy nhanh ngăn chặn tình trạng này, nhưng vẫn tiếp diễn. Trong nỗ lực triệt phá các băng nhóm, đường dây cho vay nặng lãi, thời gian qua, cơ quan chức năng của tỉnh đã triệt xóa, bóc gỡ các đường dây cho vay nặng lãi đơn lẻ rời rạc, khởi tố các đối tượng hoạt động theo hình thức lập công ty, doanh nghiệp, thực hiện hành vi cho vay với lãi suất lên đến hàng ngàn phần trăm một năm. Theo Đại tá Phạm Minh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng công an chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, triệt xóa được nhiều đường dây, các ổ nhóm, đối tượng, hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, các loại tội phạm có mối quan hệ với tín dụng đen. Công an phối hợp với các lực lượng chức năng, quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật, thông tin cá nhân của người khác. Lực lượng công an cũng đã mở các đợt cao điểm đấu tranh triệt phá các băng nhóm, hoạt động liên quan đến tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê. Những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nếu phát hiện có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, truy vết làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia, tùy theo mức độ vi phạm, có thể xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự các đối tượng tham gia để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa chung. Đại tá Tâm nói, ngoài lực lượng công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường các giải pháp ngăn chặn xử lý tệ nạn tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đặc biệt cảnh báo về việc giao dịch cho vay bằng hợp đồng giả cách. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan liên quan rà soát các bất cập, vướng mắc khi áp dụng pháp luật để xử lý hành vi cho vay lãi nặng, tín dụng đen. Hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cho vay, mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng ở địa bàn khu, cụm công nghiệp, khu đông dân cư, vùng sâu, vùng xa. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh tiếp nhận xử lý 15 vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 vụ, 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xử lý hành chính 13 vụ, 23 đối tượng, chủ yếu là các hành vi phát tờ rơi, quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.
Ngày 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với hơn 300 công nhân, người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn năm 2023. Tại hội nghị, anh Nguyễn Văn Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Chiên Lung Việt Nam, đặt câu hỏi: hiện tình trạng tín dụng đen và đòi nợ thuê kiểu giang hồ đang trở nên phổ biến. Nhiều trường hợp nhận được các cuộc gọi đe dọa để đòi nợ, thậm chí là bôi nhọ đưa lên mạng xã hội vì những món nợ không liên quan. Điều này gây ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý, tinh thần của nhiều người và hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù pháp luật có quy định xử lý hành vi trên như luật hình sự, luật an ninh mạng, song thực tế tình trạng này vẫn còn tiếp diễn. Đối với câu hỏi này, ông Hồ Văn Dân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, việc truy tìm đối tượng gọi điện, nhắn tin đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do các đối tượng cố tình sử dụng sim rác không chính chủ để nạc danh gọi điện đe dọa, khủng bố tinh thần. Mà hiện nay, tình trạng sim rác vẫn còn, việc ngăn chặn xóa bỏ sim rác của các nhà mạng chưa được triệt để. Ngành chức năng tỉnh Long An đã và đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vấn đề sim rác theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, yêu cầu hủy khỏi hệ thống những số thuê bao không có thông tin đầy đủ hoặc thông tin không chính xác, tiếp tục kiểm tra, cập nhật, bổ sung, đối soát thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kiểm tra, thanh tra các nhà mạng viễn thông về quản lý thông tin thuê bao, đảm bảo đúng quy định. Cũng lý giải về vấn đề này, Đại tá Phạm Minh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nếu phát hiện có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông truy vết làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng tham gia. Tùy theo mức độ vi phạm, có thể xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự các đối tượng tham gia để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa chung. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là các đối tượng ngoài tỉnh đến địa bàn hoạt động cho vay, nắm chắc tình hình trên địa bàn và có biện pháp đấu tranh, xử lý với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê. Phối hợp với các lực lượng chức năng, quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác, mở các đợt cao điểm đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, hoạt động liên quan đến tín dụng đen, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, ông Tâm nói. Ngoài ra, nhiều đại diện công nhân lao động, người sử dụng lao động có các ý kiến như sau. Thời gian nào sử dụng duy nhất một thẻ căn cước công dân tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân? Giải pháp giải quyết chế độ cho người lao động đối với doanh nghiệp ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, dẫn đến tình trạng hàng ngàn công nhân lao động bị nợ lương và bảo hiểm xã hội, cũng như giải quyết tình trạng thiếu lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn, công nhân lao động sợ mất việc làm, quản lý các chợ tự phát ở các khu cụm công nghiệp, đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra các doanh nghiệp về chất lượng bữa ăn của công nhân lao động, đã được đại diện các sở ngành liên quan trả lời thỏa đáng cho công nhân lao động, người sử dụng lao động. Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đề nghị các cấp các ngành thực hiện tốt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, coi khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp là khó khăn vướng mắc của tỉnh và cùng nhau bàn bạc giải quyết, tháo gỡ vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh, vì mục tiêu đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động. Ông Sơn đề nghị anh chị em công nhân lao động phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuân thủ tốt kỷ luật lao động, các quy định của doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp đã ký kết, thỏa thuận, làm tốt nhiệm vụ của mình để có nguồn thu nhập tốt hơn cho bản thân và gia đình.